Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục con game làm giả lập giùm giáo chủ thôi. Lần trước thì chúng ta đang bị thiếu tín đồ rất là nhiều luôn, nên lần này chúng ta lại phải là tìm cách gia tăng cái lượng tín đồ này lên. Sao nhạc gì nè trời. Thôi, game này nhạc là nó hơi chán nên tôi sẽ mở cái bản nhạc ở bên ngoài. Setting audio. Bù xích giảm xuống luôn. Rồi, cái mà lượng tín đồ của chúng ta, cái số 859 nào, nó liên quan đến cái phòng này. Đó là cái phòng tuyển dụng nhân sự. Cái phòng này á, nó có cái level ở đây nè. Level ở đây là tôi đang level 1 nè. Nó sẽ tính từ 6 cái vật phẩm có giá trị cao nhất hiện diện ở trong phòng. Nên cái phòng này nó khá là cùi bắp, nó không có gì cả. Nên thành ra là nó hơi bị cùi cùi tí. Bây giờ tôi sẽ xây một cái phòng kế bên đó, gọi là cái phòng tuyển dụng nhân sự luôn. Rồi, ngay cặp lách luôn ha. Nói chung là hai cái phòng này nó liên quan đến nhau. Đó, cái phòng này là cái phòng tiếp tân, còn cái phòng bên đây là cái phòng tuyển dụng nhân sự. Ủa, phòng đó có cái phòng gì mới nữa nè ta. À, cái phòng này dạng như là cái bệnh viện với cái phòng chữa trị cứu thương vậy đó. Đây đây, nó có ghi nè, chữa trị những vết thương bị sâu ngoài da vậy đó. Đây đây đây, nó là cái phòng này đó. Sau đó mình sẽ di chuyển nó bên này qua thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí để cho cái phòng này nè. Trang trí làm sao cho cái level của vòng này nó từ level 1 nè, lên level cao càng tốt nha. Rồi sau đó kiếm một cái đứa nào có hai cái chỉ số này cho nó đi làm cái công việc như là quảng cáo tờ rơi ra đây và kéo người đồ vô á, thì mình mới tăng cái chỉ số follow mình được. Rồi bây giờ chuyển qua decor. Decor ở đây nó có cái gì đây? Có một cái bức tượng nào đó nhìn khá là dị nhưng mà nó đẹp nên đặt luôn. Ok, chỗ ha thì không cần đâu, tôi cần cái bàn. Rồi cái bàn để trưng bày mấy thứ dị dị của mình. Bên này là những cái đồ sinh sò nè, cái mà tờ ghim của cái xác ướp lần trước tôi lụm đem về nó còn ở đây nữa. Cái bơm á, cây nến, kiếm cái nào điểm cao cao á, nó chỉ tính là 6 cái món cao điểm nhất trong cái vòng này thôi nha. Đây cây búa nè. Cái này 2.100 chết rồi, hết tiền rồi. Hết tiền rồi, chơi mấy món mà rẻ rẻ trước đi. Rồi, chúng ta thêm một món nữa là đủ. Thôi gắn đi, gắn nằm kế thỏi cho đẹp. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 với một món trong vòng nữa. Cái vòng này bây giờ nó level 12 luôn rồi. Đó, bây giờ kiếm một cái đứa nào giỏi hai cái chỉ số là tính tiền nè và nói chuyện với đám đông nè. Trong cái mớ tín đồ của mình thì có đứa nào? Ủa, con chỉ số nó còn sao ta? À đây đây đây, nói chuyện trước đám đông thì có cu ly kế hoạch này thôi, nhưng mà nó không giỏi tính tiền. Còn tính tiền thì chỉ có cu bán hàng này. Bị nghẽn lịch trình đó ta. Rồi, rồi rồi, nó qua đây nó làm nè. Đó, nó sẽ nhận cái việc ở đây. Nó đi ra, nó mời chào khách hàng ngoài này. Còn có ai tiềm năng thì sẽ vào. Sau ngày 23 nha. Bây giờ mình sẽ ghi cui những cái tín đồ của mình sau ngày 23 thôi. Sẽ đi vào vậy. Giờ này đi ngủ hả? Đi chơi rồi, nó không tuyển dụng ai nữa. Mình có rất là nhiều đồ mới luôn. À, cái phòng này là của cái phòng bệnh viện, giá cao quá, không có tiền.
Đợi giờ đuổi nó đi, đợi tín đồ của mình lên thì. Ủa? Ngu gặp nghèo gì mất tích à? Nhiệt mình 42. Cái này giảm 45. Giảm được thì cho nó đi luôn. Trời cũng tối rồi, sắp hết khách rồi. Chết rồi, cừu non nó bỏ việc hả? Cừu này là cừu nào đó? Lỗ 2.000 tiền. Không sao hết. Bây giờ cần xây thêm một cái bệnh viện nữa. Chúng ta lại có cái quét mới gì đây? Một đầu bếp. Rất là giận dữ. Bước ra từ cái nhà hàng bao suốt. Anh ấy là trông như một cái người khổng lồ vậy đó. Khủng khiếp, người nghĩ có thể vào đây và chỉ bảo đầu bếp là phải làm gì nó như thế nào. Mày sẽ phải nuối tiếc vì cái việc này. Tôi được đào tạo bởi Michelin. Phía sau này phải phía sau Michelin của mấy cái cửa hàng ăn của ta. Nếu mày giỏi hơn á, thì bước vào bếp của chúng ta sẽ so tài. Rồi ok, chấp nhận cái thử thách của cái đầu bếp người Pháp này. Ây da. Mình sẽ chuẩn bị món ăn là ngựa, cá hay là gà? Đầu bếp người Pháp thì gà đi. Súp hành. Pháp thì thích bơ với thịt nguội không? Trừ 40 điểm truyền thông. Ăn cắm luôn. Một pha chơi ngu đi vào lòng đất nhưng mà có được 60 kinh nghiệm bù qua đắp lợi thôi. Lấy điểm truyền thông lại. Trừ 60 mở cộng với 46 à. Kế hoạch này đi là vừa đủ luôn. Còn bên này là cái gì? Tập vụ đi thì nó làm không nổi. Chắc phải cho đầu bếp đi. Rồi. Nghiên cứu mình xong rồi đây. Tôi sẽ lên lịch cho mấy cái việc nghiên cứu này. Chết không đủ điểm rồi. Mình chưa xây cái bệnh viện nữa nha. Đợi xong cái này đi. Đồ ăn thì còn có 30 mấy à. Cho nó ăn đồ ngon mới hạnh phúc. Nó hạnh phúc thì mới làm được việc. Nghiên cứu nên đang làm việc nè. Follow mình có 8 người à. Hy vọng ngày mai á, cái phòng này chỉ số cao là 12 nè. Để nó đi chèo kéo được mấy cái thành viên mới ngon ngon sau ngày 25 nha. Quét này bao lâu đó? Quét này 7 tiếng trời ơi. Quét này thì 6 tiếng. 7 tiếng nữa thì 12 giờ trưa ngày mai rồi. Chỗ này mới mốt chắc phân lại mấy cái phòng nhỏ đẹp xây như thế này nó tràn lan quá. Bên này sẽ là cái phòng bệnh viện. Để nơi để mình chăm sóc những cái chú cừu non của mình. Một cái bàn làm việc nào. Hết tiền. Này xong nè. Mình có trang phục mới cho những cái chú cừu non của mình. Bên này lại lên cấp đây. Cu ly gián điệp. Tôi không biết cừu này có tác dụng không nhưng mà có thì nó cứ lên đi. Rồi bị thương rồi. Gián điệp này mới vừa lên cho nó cái nó bị thương liền luôn. Thiệt tình đấy. Nhà sắp hết đồ ăn đó. Mấy cái này nó mắc phết luôn á. Này mà chắc 4-5 ngàn tiền nữa. Rồi để dành đi. Không ai làm phòng truyền thông này hết à.
cho con bé này nó đi làm truyền thông luôn, tự nó ra gũ ghê khách luôn đó. Nó vô đây thì nó không gặp ai. Rồi mời được ba đứa rồi. Rồi cho nó quay về, nó vô cái bàn này nó tư vấn mấy đứa mới vào. Nó bỏ đi luôn rồi. Chín đứa nè, là đừng đứa rồi. Cái này phải tuyển một đứa chuyên làm truyền thông mới được. Ai đây? Đó hả? Bonsai này là cái gì đó? Cái phòng nấu rượu à? Cái phòng này chỉ có thể hoạt động về đêm thôi. Phòng này chắc cho mấy anh đầu bếp rồi á. Rồi đầu bếp nào. Đó. Nay lãi được 200 đồng thôi. Do anh đầu bếp với anh gián điệp thì làm gì trong cái phòng này được. Nguyên một ngày mà có thêm một người một. Trời ơi. Em thư ký của tôi là đang hơi bị nhiều việc đó nha. Lobby nè, ghi cui nè, lo hai việc luôn này. Xã hội thì lo cái việc này. Nó không có điểm nào liên quan bên này luôn. Ông nghiên cứu này cũng không luôn. Kế hoạch thì có nào. Web giảm nhiệt thì không cần. Truyền thông lên 900, mát là 1000. Cố gắng đẩy mát cái truyền thông này luôn đi. Rồi, thì làm nhiệm vụ đi, thằng mầm mép tiếp nhảy cho. Bên này anh gián điệp chứ mà ai bây giờ? Xã hội. Rồi, ngày mai là đủ. Bui là 8 cái bóng đèn. Dạ. Không biết đủ tiền không nữa. Đây nè, 8 cái đèn rồi nè. Bốn, năm, sáu, bảy. Phòng nào chưa có mà phòng nào level nó thấp thấp á. Tám. Vừa hết tiền luôn. Cái phòng này thì nó làm cái gì đó? Cái phòng này nó làm lên nhiệt nữa nha. Mình có thể loại bỏ một cái khuyết điểm của những con cừu này. Tốc độ sửa chữa mấy cái vật thể nhanh hơn 50%. Kệ, nâng cái cùi cùi đó đi. Rồi có gì mình nâng cái tủ lạnh cho cái nhà bếp mình luôn. Để mình trữ thức ăn nè, sắp hết thức ăn rồi. Còn 55 đồng à. Rồi trời sáng rồi đó. Hôm nay hy vọng nếu kéo được một tí thành viên nào á. Cái nhiệt này nó chừng 51 nhưng mà thôi. Chết rồi, sắp hết thức ăn rồi nha. 600 tiền đâu, hết tiền mua đồ ăn luôn. Một đứa bị thương nữa rồi nè. Nó mời mà không ai vào luôn ta. Bạn đang đi bộ trên một cái con đường, nhìn thấy cái gì? Dịch. Bạn đi qua vùng ngoại ô của một thị trấn để đến một cái trang trại, thấy một cặp vợ chồng đứng cạnh chiếc xe Jeep 4 chỗ ngồi. Họ giải thích một ngày của họ trở nên tồi tệ như thế nào. Chiếc xe bán tải này đưa họ đi ra đường, cuối cùng là nó bị hỏng ở đây. Rồi, mình sẽ xem nó như một cái kỹ sư vậy đó.
tập trung vào năng lượng, pin và cái bảng hiệu gì đó. Cái nào nhiều nhiều thì chọn cho tôi cũng chả biết cái nào nữa. Cộng 3 kỹ năng xã hội. Cho ai đây, cho ai đây? Cho con gián điệp. Này thì bị thương 10 tiếng nữa. Mình cứu nốt này. Có tiền đặt đồ ăn rồi nè, có tiền đặt đồ ăn rồi. Nghèo khổ dữ thiệt. Vẫn là chính thành viên đó. Rồi, vô đây mỗi con thư ký rồi. Các bạn tiếp tân đi, 10 nè, 10 đứa nè. 11 nè. Ai nữa không? Ai vô không? Ai tham gia giáo hội này không? Lập đơn đi các bạn ơi, xếp hàng đi. Sắp hết lỗ rồi. Nay được thêm có 2-3 vị khách mới rồi anh em ạ. Chọn cái chủ đề cho căn phòng của mình đó. Bây giờ còn có 10 à? 11. Tục xuống 10. Sao nó nhảy kinh ta? 12. Chỗ ăn chơi đồ đầy đủ lắm mà. Mười bốn nào, 14 rồi. Phòng này level 4, level 1. Phòng này kích cỡ nó nhỏ quá. Rồi, tôi sẽ dời cái phòng này đi. Xây lại cái tường. Cái này cơ chế điều khiển nó cũng không có độc đáo, không có đầy đủ này ha. Rồi, nó lên được lại cấp bậc 3. Đẹp chưa? Thêm cái gì nữa không ta? Trên cái đến. Trong lúc tắm thì có thể ăn một tí chuối. Phòng này phòng mát xa điện nhưng mà nó hơi thấp, cho nó lên luôn. Cái hộp nuôi kiến nè. Đó, tượng thần Anubis kế bên nè. Thêm trái bơm nữa cho nó kích thích. Có tiền rồi. Thêm con bạch tuộc không? Rồi, nó lên level 8 luôn. Phòng này thì level 1. Phòng này thì nó hợp với cái gì ta? Để nến trong đó thì sợ nó cháy á. Đây, đầu bí ngô. Thêm con búp bê. Rồi, được rồi, hết tiền rồi, chứ không phải là tôi không muốn. Điểm này của mình nó vui hoài à, mình có 2.500 à. Nè. Chết rồi. Ba cái điểm này. À, có đứa màu mép này nó làm được. 4 tiếng nữa thì nó xong rồi. 4 tiếng nữa mình cho nó làm quyết đó. Ý, 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 ý. Tìm được đứa bạch kim rồi nè. Vàng. Ngon. Đó, hai đứa này nha. Sao nó báo tham gia từ ngày 1 đó? Bị lỗi à?
Ngày 1 làm gì có đứa nào như vậy? Ngày 25 nè, tiến độ mới nè. 25 luôn nè. 25 luôn nè. Đó, mấy cái người này mình mới tuyển vô không đó. Nhưng mà cái này chắc lỗi rồi, chứ làm gì ngày 1 có được đứa như này. Mười ba tín đồ rồi đó. Này quá nghèo. Quá nghèo, quá nghèo luôn. Thôi, đợi con bé này nó đầy cái ống đã. Hết điểm rồi. Có tiền mình hoàn thiện cái phòng này đi. Mình có cái phòng mới nữa nè. Phòng này nó làm việc gì bày đêm mà chỉ chắc đặt kế phòng ngủ. Xong hết nè, mình phải đủ 100 điểm á thì nó mới mở ra cái bậc dưới này. Nhiệm vụ này nó cộng 6 giờ, 6 giờ. Cái này thì cộng 28 điểm tâm tối lận, cái này cộng 5 à. Này đấy. Nói đây. Rồi, ok, hai đứa này làm được cái nhiệm vụ đó. Cái này 13 tiếng nữa chứ không kịp đâu. Đứa nào lên cấp rồi đấy. Cái này nó cứ bật ra ngoài luôn á. Nhìn nó nhức đầu dữ thiệt. Con bạc vĩ đại cái tiếng xuất hiện của cái ngôi bàn nhỏ ven đường. Chơi bà lắc dắt, rồi ok. Tôi đã bị cấm ở 5 cái sòng bạc, thể hiện kỹ năng của bạn cho tôi. Tôi giống như cái lá bài chính là tôi. Bắt đầu. Mình là rút được lá 2, lá 9, tổng cộng 11 điểm. Thêm một cạc nữa, 17 điểm. Rồi, dừng ở 17 thôi. Chắc 2.500 tiền quá dễ dàng. Anh em mà đánh bờ lách dắt với tôi hả? Mười bảy tín đồ luôn rồi. Trời ơi, còn 3 điểm trí tuệ nữa, số dách luôn, F bằng T, mũ ST. Tôi chả biết nó là cái gì, nhưng mà thấy thanh niên đó thể hiện kinh quá. Ủa, thư ký đâu? Sao file, nghiên cứu. Thư ký đâu? Trời ơi, nó đi ăn rồi. Cách đèn đợi nè. Rồi, có đứa, hai đứa nên tục cảm xúc thôi. Yeah, tiếp khách lẹ. Làm mất một tín đồ. Người thám rồi đó. Ngàn la mát rồi nha. Sau này không có nhận mấy cái nhiệm vụ truyền thông nữa. Có lâu lâu nó bị tụt xuống. Mình tiếp tục mình nhận. Có tiền chắc xây được cái vòng này đó. Có bàn làm việc bác sĩ rồi, uống truyền thuốc biển, cái giường bệnh. Giường bệnh thì nó cần một cái màn hình theo dõi chỉ số, một cái ống truyền nước biển. Hết tiền. Vô 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 bạn ơi, vô bạn ơi. Mốt luôn nè. Rồi, ok. Đi bên 5 luôn. Ngon. Mấy cái này toàn là 2 điểm không à. 24 tín đồ của tôi. Thời hoàng kim của chúng ta đến rồi. Bây giờ làm mấy cái nhiệm vụ giảm nhiệt xuống dần dần. Có thể tăng thêm một cái mà nhiệm vụ nữa. Thôi chưa cần đó. Cái face cap này cần đó. Nó phải cần cái bên đây. Chuẩn bị nâng cái tủ lạnh lên một bậc. Cái phòng của lão này chắc tôi dời lên đây luôn.
Thôi đi đi đi. Biến quá. Nãy mình có một cái phòng mới là cái phòng gì đó. Đây cái phòng này. À, cái phòng này dạng cho nó ăn chơi giải trí về đêm. Mình có thể là lập kế hoạch và sử dụng cái điểm này để cho đầu bếp nó vô được. Còn 500 đồng à. Nhiệm vụ giảm nhiệt và truyền thông một cái vật phẩm. Giảm nhiệt đi, nhiệt trừ 45 được. Hai đứa này. Một đứa 100% luôn rồi, ok. Mình là gián điệp đi được rồi. Cái điểm này nè, để dùng để trả lương lương cho mấy đứa cù bất diệt bên này. Mấy đứa còn non nữa mà. Ủa phòng mới nữa hả? À không, cái dùng bóng tối thôi. Xe máy này chi rồi. Có cái gì bị hỏng hay nào? Bữa nay gán thiển đủ thành viên đi. Xong cu ly xã hội đứng đây. Báo chí có cái nhiệm vụ mới, chấp nhận mình ở cái cửa hàng tiện lợi gì đó. Cho dán que như nào. Bịch kim này sắp đủ rồi. Ngày mai là chắc đủ rồi, mai mình tuyển được nó rồi. Vàng này thì chưa, còn lâu. Đây cái tủ đông đây. Cho đầu bếp qua đây làm nhiệm vụ gì đó, nhận được cái vật phẩm mà disco giới hạn. Mở cầu disco đây. Ui trời ơi, đó anh em nhìn tiền chứ, điểm của này nó nhảy ra. Tiền 29 tín đồ vui luôn, 11 con cù non. Ngày mai mình tuyển thêm người làm việc được rồi đó. Mình sẽ thay thanh lọc cái đồng cù mới. Mình còn mấy cái phòng nào chưa nâng ta? Phòng này có gì nữa nâng không? Không. 6, 6, 4, 5, 8, 5. Chết rồi, thiếu dùng không? Để bày nó không có đẹp. Chắc là xây thêm một cái phòng ngủ nữa. Mỗi cái phòng này chỉ để khoảng 10 đứa thôi.
Ủa, nó mất luôn cái cửa này nè. Xây này nó chật chội quá, nó cũng không chịu được đâu. Như thế này là nó sát tủ rồi. Rồi 4 giường. Bên này 1, 2, 3, 4. Rồi. Giường này trống dời qua luôn. Giường này, hai tủ này thì cái giường này thành tốc lên. Đồ ăn sao mà ít quá vậy ta. Rồi ok. Nó bị chật hả ta? 2, 4, 6, 8, 8 x 2, 16. Thằng dưới này cũng chật luôn. Chết tôi rồi. Thêm bên này cái phòng nữa. Bốn bốn năm năm ok, như thế này nó rộng rãi hơn. Hết tiền rồi, tín đồ của mình đang phui này. Tiễn được chưa? Tiễn được rồi, mời em nó vào vô. Có không vô rồi đây nè. Ôi ôi, ủa. À, đây. Ngon. Cái này không còn cù non nữa. Cù to, cù bự đi. Thôi cù to đây. Em này sẽ cho làm cái gì bây giờ? Nghiên cứu. Tôi nhớ nãy nè, đây nè. Siêu trí tuệ nè, đó anh em thấy chưa? Nghiên cứu bậc 3 luôn. Quên mất cái này đó. Với tủ đông này mình sẽ update cái phòng tắm lên 210 điểm. Chờ thôi. Rồi ok, tí nữa trang điểm nó lên cho nó đẹp. Lại nhỏ quá. Trời ơi, mất 1.000 tiền, kệ đành chịu thôi, chơi ngu thì gán mà chịu. Bật vàng sắp đầy gì? Cái gì đây? Vanguard 12.
tín đồ của chúng ta. Thằng này chắc tôi đuổi nó đi quá. Đuổi nó đi, cùi bắp, cùi bắp. Bây giờ nhiều rồi. Chỉ tiếp khách VIP thôi, không phải chơi với thường dân nữa nè. Nó chơi dơ nè, trời ơi nó chơi dơ nè. Trời, cúp luôn, cúp mày luôn. Giờ mình thượng đẳng rồi, mình bố láo rồi. Cái nè, cái làm gì được nhau? Bạn làm gì được mình? Bạn đi ngang qua một đám đông đang đứng quanh một cái gian hàng trong chợ. Bạn nhìn phía trước và thấy rằng có một nghệ sĩ với nhiều loại hoạt hình kỳ quái đang được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Bạn muốn mua tác phẩm nghệ thuật linh chưởng tương lai mới không? Cơ bản đó là một cái loại linh chưởng bình thường. Rồi, nói thêm đi. Mua về chắc để trưng trong đó thôi. Bạn sẽ cần phải sạc pin cho nó mỗi 30 phút. $5.000. Không có cái khung thì bao nhiêu tiền? 5 đô nếu như không có khung. Cái khung thì bao nhiêu? Cái khung thì 5.000. Rồi. Cái khung khỉ 5 đô à, không có tiền mua cái kia 5.000 lắm. Bạn đã đá một cái người theo dõi của mình, tín đồ của mình đi khỏi đây. Tín đồ sẽ đến rồi đi, nó là một phần trong cuộc đời. Nghĩ sâu xa hơn á, thì tín đồ là một cái tài nguyên rất là quan trọng. Không có họ thì chúng ta sẽ phá sản. Khui nữa nè. Ngày 26. Có ai đầy ống giờ để mình tuyển à? Tuyển vào thêm. Giờ trang trí vào mấy cái phòng này để nó tiện nghi lên tí. Chết rồi, nó lại báo chật này. Ủa, cái phòng này nhỏ hơn không chật, mà cái phòng này to hơn nghĩa là để chật nè. Phòng này 40 ô nè, 6 nè. Kỳ vậy đó. Quay, sao? À, phòng này ít giường hơn, quên đi. Chết rồi, quên bấm này. Không làm được. Cục gián điệp này nó đang bị sự chết đó thôi. Thanh niên này ngày 26, ngày mai mình tuyển luôn. Ngày mai mình tuyển được hai đứa nữa nè. Nâng cái phòng tắm lên. Rồi từ 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 để quy hoạch đây, để tôi suy nghĩ kỹ cái. Mình ở đây có bao nhiêu cái giường? 8, 16, 16 với 6 là 22. Quá là dư, quá dư thừa. Mở thêm một cái phòng này nữa nằm bên đây luôn á. Ủa, phòng tắm rồi. Đó. À, nó nằm trên cùng. Nó bị cái méo gì vậy nào? Từ 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 từ. Cái gì mà tới 4 cái lần nè? 7 tiếng.
8 tiếng. Cho cái con bé lính mới đi. Chơi chơi chơi, 4 4 4. Mà nó chỉ có 77% thôi đó hả? Cái đứa này 5 lên mà không đủ. Ủa? Sao nó hiển thị ở đây là ba? Bị lỗi à? Bị lỗi rồi. Cho nghiên cứu đi đi để nó lấy 600 mét. Này 22 giờ đợi nghiên cứu nó về tính. Còn bị cái vấn đề này là sao ta? Ok. Rồi được rồi. Thôi mình nâng nghiên cứu xong cái vụ nâng cấp phòng tắm đi, nâng nghiên cứu xong này đi, rồi mình xây luôn. Rồi tạm thời ok cái đó. Mình sẽ tập trung vào cái thằng nghiên cứu này. Cù to này. Ủa? Cù to nó đang làm trên này mà. Chết rồi, bấm lộn rồi. Cho cái nó bị kẹt cái nhiệm vụ của thằng này vô luôn rồi nè. Nó bị kẹt cái thằng sao phai này vô rồi, tôi cũng không hiểu làm sao nữa. Nó thì tôi cho thằng sao phai này kích luôn á, kích nó luôn. Nó khá là vô dụng. Bye 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 Kuno. Nó hiện 1/4 là thấy méo nào không biết nữa. Thử lại, tôi chịu rồi chứ không biết sao nữa. Nói chung là cái tình hình của cái giáo phái chúng ta vẫn đang phát triển rất là tốt, chưa thấy gì đáng quan ngại. Tiền thì hơi ít tí thôi nhưng mà ấm lòng với nhau, sống vì tình người vui vẻ, hòa đồng hạnh phúc. Hơi nghèo tí nhưng mà thương nhau mà sống. Để ý những cái tờ báo buổi sáng, nó sẽ mang cho mình rất là nhiều cái thông tin về cái thành phố này và những cái sự kiện quan trọng sẽ diễn ra. Ủa? Nó vẫn hiện 1/4. Rồi, ok, 100%. Này 48 giờ lận, thôi thông thả đi, chưa cần vội.
Bây giờ có tiền rồi thì chúng ta cứ xài thoải mái. Sáu trăm sáu mươi ngàn. Đẹp chưa? Anh em thấy gu thẩm mỹ của tôi nó tệ hại như thế nào chưa? Cái này nó cần chết mới đuổi dáng đẹp đi. Ấy quên quên quên. Tiễn hết luôn, tiễn hết mấy thằng mới này luôn. Rồi, tạm thời hai đứa thằng này là tệ hả? Non chưa, chừng nào chỉ số nó vip thì mới lên được cù bự. Cù non mới nè, này cùi quá không chứa đâu. Đây đây đây, đây hạng vàng đây. Đó mình có bà được đó. Đó con này vô phòng trung tình nó làm gì? Chết rồi, chung quanh chưa gán cho nó. Nó sẽ ưu tiên nhất là ủa con này tôi nhớ phái nó đi làm nhiệm vụ với mà ta. Nè lộn đứa rồi, phái đứa này đi để nó lên cấp mới đúng. Chết tôi rồi. Cho đi làm nhiệm vụ sai lầm quá. Tiếp tục. Từ từ đuổi mấy đứa này hết không sao. Một đứa nghiên cứu rồi. Chứ người quá, đi làm vụ này sai lầm quá. Không có ngu nào nhớ cái ngu này thiệt. Chứ là bị thương tôi đuổi hết luôn. Xong xong cho nó về. Bốn điểm thì 40%. Này chắc chưa đâu. Này cái sàn nhảy thì hỏng nè. Ok, ngày hôm nay cũng không có gì khả quan nhiều. Cái chuồng 4.000 xây cả hết tiền luôn.
16, 18, 7, 20 được. Có tiền rồi. Có phòng tắm mới cho chúng ta. Ủa phòng ngủ cho bị năng đường cái nữa nè. Ồ, 1.000, 1.000. Ngày mai chúng ta sẽ vặt lông những con cừu này. Thằng cu ly nghiên cứu này sắp bị đuổi rồi. Nhiệt 17, BG thì chưa cần, bất chết. Với một đứa lính mới. Đây, để nó dắt con lính mới này đi cho nó lên cấp. Đó. Cụ này ổn định hết vào điểm trí tuệ luôn. Mở ra cái mới nè. Trời ơi, chữ nhiều quá. Đi ghé trái. Đi thẳng. Quay lại mê cung à. Ghé phải. Rồi, đi trái là đúng rồi đó. Trái là đúng bước đầu. Thấy cái nữa. Sai. Trái phải. Trái. Phải. Thẳng. Ngon. Trái phải thẳng. Anh em nhớ công thức chưa? 105. Hết đồ ăn rồi. Mai mới đủ tiền. Bây giờ cho một cái đầu bếp nữa. Chúng ta đã có cừu non nghiên cứu rồi. Cừu non này có khi cho nó làm đầu bếp không? Nó không có giải trí. Đi gặp mấy cái đường bẩn á, thì nó sẽ khó chịu. Sử dụng toilet nhanh hơn. Có những giấc mộng đẹp. Rồi, cho cừu non này sẽ thành đầu bếp. Ủa? Và nó đang trong nhiệm vụ mình không đổi tên được. Này không, cái giảm nhiệt này chắc cần, nhưng mà không ai làm được đó nha. Nó đang hỗ trợ cái nhiệm vụ này lên khoảng 30-40% đó. Để tới đó đi tính. Rồi, cô ngon đầu bếp này sẽ là tập trung vào cái chuyên môn là nấu ăn. Nấu ăn đây, và bảo trì. Nó cũng làm bên mà y tế luôn. Butcher Landing. Butcher. Rồi nó sẽ tập trung vào cái điểm bút chơi với mà lan ninh này. Này. Vô bay sành này chứ. Mình trước mắt thì. Rồi cái nhà bếp mình thôi. Có cái tủ đông rồi nè. Xây được có một cái à. Ủa sao giá cao quá vậy, có 900 lần. Vàng này tiễn được luôn. Vàng này sắp tiễn được. Này very good nữa. Cứ gì cùi hết đi, mấy đứa nào cùi quá thì mình kích nó ra luôn. Không có gì phải sợ. Này hai cái ưu điểm ngon hơn. Cu ly đầu bếp này thì mình kích luôn nè. Khoan khoan khoan. Dừng dừng dừng.
mình sẽ cướp cái thời khóa biểu bằng đầu bếp cũ đây. Bắn qua cù non đầu bếp này rồi, ok rồi, kích đầu bếp cũ đi. Cù non này có cái gì? Ôi, cù non này mới là đầu bếp. Chết tôi rồi. Cù non này mới xứng danh là đầu bếp nè. Cù non này để cho nó thành tạp vụ. Tạp vụ cũ của mình thì bye bye thôi. Cái này mới, sao nó trừ hai cái không? Này cũng đầu bếp nữa hả? Nè, nó cũng đầu bếp luôn. Ây da, không lẽ hai đầu bếp vậy? Không, sau này rất nhiều việc cho bên đầu bếp lắm. Mặt nha, đầu bếp nào, cúp kinh nào, tập vụ nè, ba đứa này ở chung cái mảng này đó. Cúp kinh thì nó nấu ăn nhanh gấp đôi, nhưng mà đầu bếp này cộng sẵn ba cái hiệu ứng vào nấu ăn khá là ngon. Bây giờ mình cần một đứa bán hàng. Nghiên cứu thì có rồi, nên bỏ nghiên cứu này luôn. Nghiên cứu thì chắc khoảng hai đứa, một đứa làm việc ban ngày, một đứa làm việc ban đêm. Nhưng mà sau này cái điểm này nó không đủ đâu. Nên ngày 26 sao nó lại cay như thế này. Ngày 26 ưu tiên những đứa ít khuyết điểm thôi, nhiều khuyết điểm quá là mệt lắm. Mình trừ hai cái điểm thôi. Trời ơi, một đống chỉ số luôn. Nó cũng thuộc dạng cùi thôi nên kích nó luôn. Này cũng cùi luôn. Cùi luôn. Đây 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 đây, cù non bạch biệt. Này lừa đảo nha, chỉ số lừa đảo nó cao lắm.
nó bình linh với xã hội luôn, nên mình sẽ cho nó vô cái vòng lobby này đó, đúng cái chủ đề của nó luôn á. Bé này là cái quét gì đó, chưa biết nó là cái gì, cho nó đi làm cái nhiệm vụ truyền thông đi. Ủa, nó làm cái được không? Vậy thôi bỏ cái truyền thông đi, rồi bỏ hai kia luôn. Bé này cũng mới, tính nó nóng nảy lắm, nó cũng ghét chơi vào cái đó luôn, nên chắc tôi định hướng nó qua bên mà tính nó nóng nảy. À, nóng nảy chỗ làm gì được trời. Gián điệp, cho nó làm gián điệp trí tuệ luôn. Cái phòng này thực sự không cần thiết cho lắm. Rồi, cho con này thành cừu non gián điệp. Rồi, ok. Đó, cúc kinh nó nấu nhanh. Tại sao có tỷ lệ thất bại đây nữa hả? Có cái tủ lạnh thì nó thêm được 50 nữa, mình chứa được 150 rồi ha. Thêm một đứa diễn thuyết nữa, một đứa chuyên về diễn thuyết nè, để nó nói chuyện trước đám đông nè. À có rồi, có rồi, có đứa lừa đảo rồi. Tín đồ mình lại đóng lên. Mày đuổi luôn. Nâng cái phòng mày lên quên đó. Tiền một cái 1.000, trời ơi. Trong cái phòng ngủ, một cừu non đã bị thương, 6 giờ ăn bằng tay bẩn. Con cu ly mầm mép á. Thôi qua đây nằm điều trị. Có bệnh xá nè. Cừu non nghiên cứu đã lên này. Mới level 3 mà nó 7 điểm rồi, nhìn đã chưa. Ủa sao nghiên cứu rồi đi nấu ăn? Cô Liên nghiên cứu đi chỗ khác. Nấu ăn 3-4 đứa mà đi nấu ăn làm méo gì. À chưa chỉ định cho nó đi nghiên cứu. Sao ghê gì. Trời, 82% thất bại.
Game lừa. Kỹ năng chặt thịt mình nhiều đứa lắm rồi ta. À, đầu bếp cooking này nó chưa có lên kỹ năng đó. Tính tiền cũng chưa lên luôn. Nên hiện tại là không có đứa nào làm được cả. Good 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 good. Ghét tivi. Sẽ không có giải trí ở những căn phòng có cái tivi đó. Mình chưa biết cho nó làm gì. Khuyết điểm người nó nhiều quá à. Tôi không muốn tuyển mấy cái đứa có khuyết điểm này vào. Ít ra không phải có ưu điểm như thế này hả? Mấy đứa tính đồ mà tính xấu nhiều quá thôi. Nhận XP chậm hơn, cùng nóng đầu bếp, đủ đạn nhà nó. Kệ nuôi từ từ nó cũng lên rồi. Phòng này mình chưa có xây nè. Sáu x bốn. Còn phòng này là phòng gì? Sao nó có tivi dưới đây? Trời ơi nó mắc. Nhà vệ sinh xây chưa xong nữa. Bật giá leo thang quá. Mỗi cái cả ngàn đô. Ba đứa này mà chỉ có 60%. Hai đứa này nó 5 điểm. 10 tiếng nữa nó mới hết. Có ai muốn vô thêm nữa không? Một ưu điểm, hai khuyết điểm. Không. Data này cũng muốn chỉ trung bình thôi. Mù công nghệ.
một công nghệ. Ồn ào hả? Này cũng ngon, ngon phết luôn. Này định hướng cho nó bán hàng. Trường gián điệp nơi đi nghiên cứu nè. Thằng nghiên cứu thì nó đi đâu? Nốt cái phòng này cho xong. Hàng gửi nè. Ơi. Phòng quái gì nữa đây? Cái gì? Cái ghế mà hợp đồng hả? Nghìn tiền nó mới đủ. Đi, nó cho mình tiền được. Con này tôi thấy nó ghê ghê làm sao nha. Ký hợp đồng với quỷ dữ thì nó sẽ cho mình gấp 3 lần cái số tiền khi mà tham gia vào mấy cái phòng này luôn. Tức là lựa mấy đứa ít ít thôi không? Phòng này là cái phòng tẩy não. Mình có thể đưa nó vào đây để nó tẩy như cái thằng đầu bếp nãy nào. Đây mình có thể bỏ cái này bằng 120 điểm cho nó thử đứa ơi. Đấy à. Con tập vụ nó chạy ra nó nhìn cái nó lên cấp luôn. Nguy hiểm quá là nguy hiểm. Tăng thêm được 4 con cừu nữa. Chứ mốt. Phải. Cái phòng này phải xây kín lại. Con tập vụ nó đi vô nó nhìn thấy cái nó bị sốc đầu đời, cái nó trừ 1 tất cả chỉ số luôn. Trời ơi, nguy hiểm, quá là nguy hiểm. Cú sốc đầu đời của cháu nó. Phòng này tên là phòng tẩy não. Đang tẩy não nhỏ đi vô nhìn thấy cái quán loạn luôn. Còn hợp đồng với quỷ dữ này sao ta? Đâu rồi, con mà tập vụ đâu rồi? Nè, trí nhớ tồi tệ rồi. Không đủ điểm mà 120 nữa. Ám ảnh. Nhìn phát ám ảnh cả đời. Truyền thông ok. Cù ly thì không cần, bây giờ mình sẽ ưu tiên những cái con cù non.
trừ một hết tất cả mọi thứ. Max cấp nó là tới 8 lần. Còn một đứa nữa, tập vụ nè. Khổ bé. Có 33 bằng nhầm à? Không ổn, không ổn. Nhiệt đi. Rồi, thư ký sẽ gánh hai đứa nó. Cô non tập vụ đi vô nhìn thấy mình tẩy não không kia, xong rồi sốc tư tưởng, sốc tâm lý, trừ một mọi chỉ số tiền trừ sắp năm. Bạn nghe một cái tiếng ồn đến từ mà cái bãi đậu xe ngầm bên dưới. Tò mò bạn đi xuống thấy ở tầng thấp nhất là phát hiện ra một nhóm người đang tụ tập xung quanh một cái thùng đen cháy. Chúng tôi đang chờ đợi bạn. Mình sẽ chơi game với tụi nó. Sức mạnh vô hạn. Chọn cái dài thôi, 2000 tiền. Ở âm tiền thôi, chứ không có lời lãi bao nhiêu cả. Cái phòng càng xịn xòi nó sẽ tăng nhiều chỉ số hơn. Cái này đòn hai không à? Năm bảy đại đông vui đầy thành viên. Để thử đây, mình coi tín đồ nào mới gia nhập. Do anh Ly nè. Do anh Ly. Tốc độ di chuyển là sẽ tăng thêm 30%. Có một cái gì đó sắp điện trên tối nay. Cô đi xã hội này quá kém luôn. Bye bye. Kế hoạch. Cô non kế hoạch. Kế hoạch này là nó làm được những gì đó. Này chưa biết cho nó làm gì nữa. Kế hoạch nè. Đây đây, nó sẽ hỗ trợ mình.
trong mấy cái nhiệm vụ cái này luôn. Rồi ok. Này chắc đủ. Này cùi. Cùi mà thái độ bố láo nữa. Đuổi đi hết. Đủ điểm tẩy não con tạp vụ rồi nè. Cho nó quên đi cái ký ức xấu xa đó. Cunong Mandition nhận được cái điểm 4 điểm tầm nhìn gián điệp với kế hoạch. Trời ơi. Halim đá xã hội, chào mừng bạn đến với. Là được 21 lót. Rồi, sửa một phát là xong cái gì? Anh đầu bếp này cũng lên cấp nữa nè. Thanh niên này làm gián điệp là đúng bài đúng không? Gián điệp với kế hoạch nè. Gì nữa đây? Ồ, cái phòng mà tăng nhiệt. Mình sưởi ấm. Bà nó chứ, mỗi lần đang say là lại dính cái vấn đề đó. Cái gì vậy? Ờ, sẽ bị thương ít hơn. Bị thương là hồi phục sức khỏe nó sẽ nhanh hơn, chứ không phải là ít hơn. Con tập vụ này tối ngày me vô đây. Bị ám ảnh lần nó chưa sợ.
đất nét đó. Cái vòng hợp đồng này tôi sẽ dời nó xuống dưới này luôn. Ok ha, vòng hơi bé anh thấy. Thôi, đây bò 7 luôn. Quá ngon. Vòng này vui bắp gì? Hết tiền. Vòng này là vòng của mình nên phải ưu tiên nó một tí. Vòng này hơi nhỏ không? Chắc cũng vừa. Có khi dời cái vòng mình xuống đây. Vòng nghiên cứu này hơi rộng rồi. Vòng nghiên cứu nó cũng làm việc nhiều phết á. Vòng này là vòng gì đây? Bình thường là nó hay có quét giờ này đó mà ta. Đó đó đó. Dẫn nhiệm tí. Ừ, quên nữa, nãy tính làm gì đó. À, xây cái phòng nhiệt. Khá là tốn tiền á. Hai cái này, một cái này. Hai cái này. Khoảng là 3.000 nữa. 3.000, 3.500 nữa. Xong đi đây được. À, nó đang đi làm nhiệm vụ. Nó bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Kế hoạch này nó cũng bị nó.
tiền vô nồng nộp. Cái quét này 11 tiếng nữa hết hạn. Thôi để tối đi đọc. Cùng con này chắc cho nó vô mà. Từ từ để coi thiếu cái gì. Mình tuyển thì mấy con cùng đó. Mấy này khuyết điểm nó nhiều quá. Này được nè. Mấy đứa phí điểm nhiều quá, mình nên đuổi nó không ta? Nấu ăn nhanh thì không cần. Ôi ơi. Đến giờ thanh lọc rồi. Có phục hồi mod hơn không sao. Sao toàn mà vô nấu ăn không vậy ta? Chỉ số đó thì nó ngon hơn là nấu ăn. Nghiên cứu nè, đầu bếp nè. Đà năng cho xuống buổi tối luôn. Rồi từ từ, con đa năng này làm được cái nấu ăn, làm được cái này này luôn. Y chang đầu bếp này chứ có khác cái gì đâu. Nên mình sẽ dư một số điểm cho nó đó. Nói chung là tăng mát cái điểm này trước đi rồi tính tiếp. Nếu như mát cái điểm này phải lên điểm kế hoạch cho nó. Rồi. Hai trăm rưỡi điểm nữa. Thôi bao game cái từ từ. Quá nhiều thứ để làm mày. Bây giờ là tăng cấp cho nó. Tôi sẽ lọc nước mấy con cừu non cừu cùi đấy. Con cừu đầu tiên bị lỗi là con cừu bán hàng.
Rồi nó đang trong cái nhà thờ. Tới 8 giờ rồi. Bây giờ đứa nào làm bán hàng đây? Rồi, ghét này sẽ làm bán hàng. Đang trong nhiệm vụ. Thì cũng đang trong nhiệm vụ luôn. Ủa bán hàng có rồi. Có bán hàng rồi. Nấu ăn. Đồ bếp. Lừa đảo. Rồi, hết rồi đó. Bây giờ bán hàng có rồi, mầm mép này chắc cho nó bay luôn. Tôi sẽ thay thằng này vô thằng mầm mép. Bán hàng tôi nghĩ là hai đứa đi. Bán hàng hai đứa đi. Lên hết cụ non rồi nè. Cu ly thì chuẩn bị thanh lý hết. Nè, kế hoạch này tí nữa cho nó thay thế cu ly kế hoạch này luôn. Chuyển nó qua bên này. Tăng thêm cái điểm nói chuyện cho đám đông nữa. Cho nó tập trung hết vào cái phòng mà đi chào mời khách hàng. Phòng này nè. Ủa, phòng này là cái điểm này đã bán hàng với nói chuyện với đám đông hả? Ồ, vậy cái điểm này, với cái điểm này. Chuyện ghế này sẽ làm seller. Bữa tối với con tập vụ này cứ đi lăng quăng chơi vậy đó. Giảm nhiệt 4 đứa mà 600 F mỗi đứa. Cái này một đứa nè. Cu ly không cho nó đi. Nghiên cứu được. Tập vụ đi luôn được. Rồi thằng ghét về đó. Thằng này là người gió làm cái gì bây giờ? Phương nhân quá. Siêu lơ. Siêu lơ thì nó sẽ tập trung vào cái điểm này. Như cái điểm này. Công việc chính của nó là gán ở cái quầy tuyển dụng này. Cụ non này đỉnh của đỉnh luôn á. Vé good. Cụ non này chắc thay thế thư ký luôn á. Chủ nhân. Rồi cho nó tăng điểm thời gian con thư ký luôn. Không, cho nó đi nói chuyện này nè. Cho nó đi nói chuyện ở đây. Lừa đảo với nói chuyện trước đám đông. Lừa đảo với mà xã hội. Lừa đảo đám đông xã hội rồi. Lừa đảo nè. Xã hội nè. Rồi đám đông dưới này. Nó sẽ ưu tiên ở cái phòng là lobby.
Khi bạn đang sải bước trên phố, thấy một ông già cực kỳ cao lớn với bộ râu và mái tóc đỏ đang ngồi trên băng ghế vẫy tay. Điều này làm bạn khó chịu và muốn hét lên. Băng ghế này thuộc về cái đáy xã hội. Rồi, tiếp cận người đàn ông đó, hỏi ổng về đáy xã hội. Nói cho anh ấy biết về cái đáy xã hội. Không đủ điểm này. Rồi, có nhiệm vụ mới. Bị dính cái gì nữa vậy trời. Kệ, không sao. Cụ non nghiên cứu thì cứ lo nghiên cứu thôi. Mát. Còn chưa? Rồi. Cái này tí nữa. Siêu nhân 20 tiếng nữa nè. Này không dính dáng gì luôn. Siêu lơ cũng 20 giờ nữa, 20 giờ nữa thì không kịp. Thôi, mai mình tuyển mới mới nữa. Có phòng gì mới nữa rồi đây. Nhiều thứ để làm quá, game này bắt đầu nó dồn dập vô đó. Từ từ, phòng này là phòng gì? Phòng to to vậy chắc nên dời qua đây không? Phòng này mình chưa xây xong nữa. Nốt cái này đi. Phòng này dạng như cái phòng xông hơi vậy á. Xây được hai cái ghế nè, nó là 10 điểm. Cấp 5 luôn rồi. Cá nướng. Ây da, bị phui hết ta. Không chơi thôi, đem qua đây. Phòng này dạng như cái phòng cầu nguyện vậy. Mười ngàn. Không đủ tiền.
thế giới bóng tối của chúng ta đây. Tàu này có hơi rộng quá không ta? 15 luôn. Phải. Này là gì như vậy? Nhỏ hả? Chỉ đổi ở chỗ hai cái vòng này với nhau, vòng này trở thành vòng cầu nguyện, còn vòng này trở thành cái vòng bính đấn đó. Ok chưa, chín cái mà mới bậc ba. Hết rồi, không còn cái gì ngon nữa cả. Còn mỗi quả cầu này, quả trứng, thêm cái bàn. Có tiền rồi, tính thôi chứ không có tiền làm. Cái gì, cái gì? Quẩy. Đi xích. Trí tuệ 7500 hả? Cái chọn cùng non kế hoạch này đi, 6 điểm. Đây, 5 dòng tiến được luôn nè. Siêu lơ thì nó cần một điểm gì đó, nãy tôi quên đi rồi đó, hình như là lừa đảo không? Rồi, tăng cái cho nó nhớ cho đó. Hai con này nó trùng nhau. Chết thiệt. Một ưu điểm, hai khuyết điểm. Tỉnh luôn. Còn đỡ hơn cái tụi toàn khuyết điểm kìa. Coi nghèo nghèo bay. Giờ mình không chơi với người nghèo nữa, mình giàu, mình chảnh chẹ rồi lên bố láo rồi lên. Này với này là hai đứa nè, ba đứa nè, này cũng được.
sống vô đây được. À, đang làm nhiệm vụ cái gì á. Cái nhà bếp này chắc phải mua lại. Chặt quá hả? Phòng này cho nó thành cái phòng nghiên cứu, giờ cái phòng này trên xuống mày chuyển cái này thành khu bếp, xong mày mở cái mà cửa hàng bán ăn bên đây luôn. Căng tin chỉ được 10x10 thôi nha, vậy là không được rồi. Đó, nhìn cái bức tượng của tôi là có nhã hứng nghiên cứu liền như vậy. Bốn 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 bảy thì hết rồi, sáu cũng hết luôn rồi. Đây đồng xu lừa đảo nè, bông bóng bay nè, mười ba 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 quả ngon. Nó sẽ gỡ cái cửa này nè. Nói chuyện trước đám đông vì anh siêu nhân đó phải cho cái điểm nói chuyện trước đám đông nữa. Bảy mươi lăm phần trăm, 100%. Rồi bên này còn trong lá đây, trung bình đó, trung bình thì giờ cũng thực sự không ngon lắm. Thiếu thanh niên mầm mép nè, tuyển ai vô làm mầm mép bây giờ ta?
Rồi để anh em này vô làm mầm mép luôn. Nó bị thương mà nó không vô đó, nó nằm đó. Nó không làm việc ở những cái phòng này. Rồi thì nó đi mầm mép đúng rồi. Tôi sẽ giáo chủ lại đứng tiên truyền như thế này. Dẻo miệng. Anh em thấy đội quân cùng của tôi chưa à? Dẻo miệng rồi. Dẻo miệng thì sẽ cho nó đi làm ở cái phòng mà dạng những cái phòng seller á, phòng này nè, bên pha ghi nè. Rồi tí nữa tăng điểm cho nó lên cấp đi, tính thêm một đứa nghiên cứu nữa nha, một đứa nghiên cứu nữa phụ nó vào cái thời điểm ban ngày, còn con bé này nó làm việc ban đêm thôi. Cấp nữa đó. Phòng giải trí. Đây, có bàn mới nè. Pinball nữa. Ủa có hai cái gì thôi đó hả? Rồi ở tủ cái gì? Rồi cho anh siêu nhân nó lên cấp. Sáu giờ, tám giờ. Gián điệp. Chiều lơ. Tìm đứa nữa. Nhiệm vụ đó không có thời hạn nên cứ thong thả thôi, bốn đứa lên cấp luôn, bốn bức tường. Còn ba kỹ năng bất hảo mà không thấy lợi ích gì hết. Con nãy đa năng là con này đa di năng. Bà nó. Đáng lẽ hiện cái thông báo cho người ta thôi, nó cứ bật bóp bóp luôn không à. Game này thiệt. Thế có đèn sáng bên trong.
học về cái nghiên cứu bóng tối thần thánh hả? Nghe thử à. Rồi, nãy dạy tôi trở thành bậc thầy. Ôi giời ơi. Đem mấy cái lại sợ bộ lại quật này không? Mấy gung đa cấp độ luôn đó. Khủng tiếp. Này quá trời mình nhiều rồi nè, 5 đứa luôn nè, thiệt tình chứ. 2 đứa này thì này giống hệt nhau nữa, cúc kinh với đầu bếp giống hệt này nè. Nhưng mà vô 2 cái điểm này thì nó đâu có làm được cái việc méo nữa đâu. Làm được việc khí rồi luôn. Cái vòng này chưa có ai làm đâu. Vinh Linh với nói chuyện trước đám đông. Dẻo miệng này thì tôi định hướng nó nguyên một vàng rồi luôn á. Em ta ghi một dọc luôn, trời ơi. Ok. Này nó không đến bạc thì cũng được. Nó chỉ không đến bạc thôi. Nó ghét đến bạc thôi. Một nè, hai nè. Trong 2 đứa này nữa. Tiễn nó vào rồi đuổi nó đi. Tiễn đứa này vào rồi đuổi nó đi thử nè. Mấy ngày thì phải tăng cho nó cái điểm này nữa nè. Nó giống siêu lơ luôn. Cùi nha. Cùi quá, không đổi được. Hai dòng xanh. Bốn đứa này chắc tôi phải loại bỏ một đứa. Bốn đứa này mà với đứa tập vũ là 5 đứa gần chỉ số giống hệt nhau chứ. Thì không đuổi 2 ghi này đi được.
Ngoài này là hàng viết trình, viết trình. Cùng này là lừa đảo và nói chuyện với đám đông. Nói gì trang cái phòng này luôn. Rồi. Thêm một cái nhiệm vụ nữa mình có thể làm cùng lúc. Con này thấy vàng thì nó cũng khá là ngon. Cái giường xịn hơn nữa nè. Cái con lừa đảo này cho mày đi tẩy não luôn. Cái kiểu đó khó lắm, cái phòng mới level 8 á, nó mới làm việc được ngon. Cái điểm này nó bất tiện dữ lắm nè. Ủa đâu? Mấy đứa làm gì? Con này nó bị gì vậy nào? Cho mà là toàn viết điểm không thiệt á. Tôi đang cầu nguyện. Vẫn được 51 nhiệt. Mà nhiệt nó cũng lên bây giờ ngày càng cao rồi. Mỗi ngày tăng 5 điểm nhiệt đó. Gián điệp á. Lại bị thương. Rồi, cho con cừu non lừa đảo đi bên này. Tiếp theo là phải giảm nhiệt xuống rồi hoặc là đi cho nó làm vật dụng gì đó. Chín mươi trăm à? Quét gì khó vậy?
ba kỹ năng gián điệp, con này gián điệp phát luôn, 8 điểm gián điệp nào, 10 điểm luôn. Ưu tiên cho nó đi nghiên cứu rồi, khó rồi, thì một đứa nghiên cứu ban ngày đó. Trời ơi, mới viết review con này xong thì giờ nó ra cái bản demo con phết gâu quật á. Hai đứa này làm gì ta? Chuẩn bị loại bỏ một thằng đầu bếp nè. Bạn nhìn thấy một cái keypad trên cửa sổ nữa là cái mã khóa an toàn. Bạn nhìn thấy số 2, 4 và 5 nó rất sáng luôn, riêng số 4 thì nó lại hơi bị mờ. Nên số 4 dùng 2 lần thì 4425. Trời ơi đơn giản. Có chung tình mới nè. Phải 2 món nữa. Rồi đủ rồi, có cái đèn này được rồi. Bên này thì cũng hơi ít. Ý gì gì gì. Cái này sao nữa? Ngàn 600 đồng điên à, sáu món đầu thì nó chỉ mới cộng 18 điểm thôi, tức là 4 4. Thì lại server của tôi nhìn nó dị méo chịu được. Mình 10 tiếng nữa. Ê ê ê. Follow lên bậc 3. Ông nó bán cái gì cũng mà. Con giữ miệng này là nãy tính cho nó vô cái phòng nào rồi à, đấy lấy cái điểm đồng cảm và cái điểm bán hàng phải không ta? Đúng rồi.
Rồi quên cái phòng này nữa, đây nè. Bẹp bịp và chiếu miệng buổi tối. Vậy là chúng ta cần một cái thằng vào buổi tối. Có hai chỉ số này. Bẹp bịp và truyền thông. Bẹp bịp truyền thông luôn, nhưng mà nó hoạt động buổi tối thì nó không hoạt động ban ngày được. Thư ký thì làm việc đó được rồi, mình cho này làm việc bên kia đi. Mình cho này làm việc buổi tối. Dùm phim là đứa mới hả ta? Cho lớp viết này cũng mới luôn. Có ưu viết gì không? Sao nhiều ưu điểm ngon quá vậy? Ồ, ngon phết á. Ồ. Này sắp đủ nữa. Sắp thôi chứ không biết khi nào mới đủ. Này ưu tiên nè. Vấn đề thì nó nghiên cứu ban ngày thì mình này. Mình cấp liên tục như đó. Vấn đề này cũng khá nhiều rồi. Để cho thanh niên này là thành mà seller 2. Rồi, nó đi vô kia rồi. Truyền thông mình khá là ổn. Cái này đi. Ủa hết hạn rồi. Kế hoạch. Hết hạn luôn rồi. Khoảng 10 phút nữa thì mới qua cái mới. Nào. Nhiệt, giảm nhiệt xuống. Chơi 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 chơi. Trong web này còn khó gì ta? Bậc 6. Tăng khoảng 20-30% nó đi. Anh thuyết trình này là anh nói hai cái điểm là lừa đảo với nói trước đám đông. Lừa đảo, nói trước đám đông. Đa năng thì cứ con in vô cái điểm này, chưa biết nó cho làm cái gì. À, phòng bảo trì gì? Phòng bảo trì gì của mình? Phòng này hả? Chuẩn bị quy hoạch lại cái phòng cho nó nhỏ gọn hơn.
KLMM đây. Còn nhỏ quá không ta? Phần bảo trì bây giờ một cái bức tường lại cho nó. Cái bàn này bàn cưa bộ nâng này nữa mà hết tiền này, chật quá không chật ơi. Sáu, bỏ cái này vô lên được 7, lên được 8. Đây, mở cái này ra, xây thêm cái bức tường lên. Còn một cái gồng phòng khá là rộng rãi trên này, chưa biết làm cái gì. Ok, anh em thấy sao? Nãy làm cái quái gì mà nó lên cái này dữ vậy ta? À, nó tạo cái điểm này á, nó dùng nhiệt nó tạo ra cái điểm mà này. Đứa nào bị tụt mod gì nè, trời hư ban chân, cái này chơi không được, nó phá à. Tập vụ nó sửa lỗi mất luôn. Ấy, hết tiền mua đồ ăn rồi.
Được. Con này được hơn chưa? Cái nữa thì mình sẽ mở được cái vàng dưới này. Cộng 5 level 5 mà hai đứa. Level 5 bốn đứa luôn. Bây giờ cụ của mình lên 37 rồi. Bây giờ nâng cấp cái nhà ở pha lên, nhà sofa là cái nhà đây nè. Con nào gần đây thì mình mới đuổi. Này, này. Này. Cái sau này nó hạnh phúc nó thấp dữ vậy ta. Ồ, bệnh như tật không? Mấy này nó xài như phá vậy. Bà nó giá đang xây cái nó bấm cái mất mẹ nó nhanh. Gin and tonic đó. Lên dưới tonic and gin, gin and tonic đi. Mojito. Mojito thì hình như là gum. Mojito. Tôi Google là nó ra liền à. Gum. Đúng rồi. Tiếp theo là Magiga. Tequila. Đó anh em thấy chưa? Kỹ thuật. Thì nó đang đi lùi gà ở ngoài này nè. Gì cây cứu gì bạn? Mình xây thêm cái nữa được không? Không. Cụ non này nó kinh phết. Mình cấp béo béo luôn. Bao nhiêu đây mà chỉ có 46%. Nó nằm ở cái điểm trí tuệ và cái mầm mép. Tiền mình lên không nổi ta. Cái này nhiều lắm à, không lẽ không có đứa nào
2 tiếng nữa có nè. Ok. Toàn ba cái sáu không. Chứ tệ thì thằng nghiên cứu đâu rồi? Rồi đi làm cái khác rồi. Chí để gián điệp với mà kế hoạch tụi nó đi giờ này không kịp. À, phòng ngủ. Đồ trang trí. Cây thông Noel, con chim cánh cụt. Ống nhòm, lọ hoa. Quá là nhiều đồ rồi. Con gì ngủ gì nè. Bức tranh, ô. Tranh 6 điểm luôn. Wall hanging nữa. Cẩm từ chân. Còn gì nữa. Vật phẩm bóng tối. Cối xay, đâm tiêu. Phòng này tôi vẫn chưa biết nó làm cái gì. Phòng này là hai go chamber. Cái bàn gì nữa đây?
vòng đó không cần rộng gì đâu. Giờ cái vòng này nó lại chật thì mình quỷ cái trên này đi là xong. Ok. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một ô thì nó lại thừa một ô. Năm, sáu, bảy, tám, tám với mười một là 88, 88 chia ba ra khoảng 6, 5, 30 mỗi ô. Nhưng mà không xếp được, khó xếp lắm. Ngon đẹp chưa? Đó. Sáng này đây đây, nó buôn bán cái chất cấm gì đó. Bán hàng bán hàng này chưa có cho nó làm ở đâu hết ta. Sáu món cộng 22 điểm, trung bình mỗi món cộng 6 đến 7 điểm. Hai mươi lăm điểm, khoảng trên 4 điểm thì có cái 6 cũng được. Đó, 14 luôn. Kiểu này chắc phải mở rộng thêm nữa. Mình thằng này 9 điểm là đủ gánh rồi đó.
này xuống đây. Một, hai, ba, bốn. Rồi, ok. Con này không gì làm à? Điểm nó lên nè. Cho nó làm cái này hả? Mười ba à? Gián điệp á. Gián điệp sao lại cho nó làm những cái việc này? Gián điệp thì cho ban ngày đi nghiên cứu luôn.
Rồi, không có phòng này. Vãi đái bị thương. Đi bệnh viện ba ngày gì? Chọn cái gì? Chọn ngu rồi. Việc trừ cái 74 là quất. Đầu bếp với siêu nhân đi ha. Không đủ à? Thôi khó vậy. Level 6 hả? Đa năng thì 15 tiếng nữa. Rồi 15 tiếng nữa cho con đa năng nó đi. Đa năng với tập vụ. Nó không có để cái gì mới ở trên nên mỗi lần bấm vô kiếm mới mắc mệt nhé. Là cái phòng này 6.000, 6.000 mình nâng được cái nữa. Cái phòng này có cái diện tích hơi nhỏ rồi đó. Phòng này thì nó lại hơi to nè. Để quan gì thì nó lại hơi nhỏ. Ủa? Cái phòng này là Energy Sofa. Này nó rảnh quá nó không gì làm hết vậy. Điểm 16 điểm. Hai dòng xanh. Mình chưa biết cho nó làm gì. Quá trời đông rồi. Khó quản lý quá.
1, 2, 3 9, 9 x 3 27. Tín đồ mình 37 rồi. Chưa chọc, chưa chọc. Rồi giờ mới chọc nè. Chọc đã. Vẫn còn hơi chọc đó. Bán gì bây giờ? Rồi. Cái phòng này 9x10 rồi chứ không phải 10x10 á. Ôi chết rồi, mất hai miếng chanh luôn. Trời ơi thiệt tình. Cho mô căn phòng trung tinh 11x11 được bà nó chứ, nói lên ô nữa. Game này nó xây dựng nó làm ngu dữ thiệt á, bó tay luôn. Rồi chọc rồi. Làm gì đây?
Rồi, 7 giờ nó về nhà rồi. Lên tới 4 kill mà tôi chưa biết tăng cái gì cho nó nè. Trời, nguyên ngày mà chưa đủ cái này nữa. Trừ 5.000. Xây cái phòng này thôi mà mất 5.000 thôi. Một đứa cover up 100% rồi mà. Mở ra mới nè. Lâu lắm, từ 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 từ. Thì thêm cái tivi thôi, không có gì cả. Vẫn là mấy cái bảng. Mấy phòng này thì không còn gì nữa hết. Cái tiếng gì tiếp như cái tiếng là bệnh viện vậy. Bây giờ cùng thì làm gì bây giờ ta, đông quá rồi. Bán hàng đi. Cho nó tơ còn bên đó. Này không cần. Nhưng mà ép nó cao. Nó chỉ có 2 lót thôi. Điểm trí tuệ nè. Với mà 1 lót nữa. Ok luôn. Rồi, sáng làm. Đứa nào bị thương gì nữa gì này ha. 3-4 ngày nữa lận. Tội nghiệp nhỏ, nó xe đụng. Rồi, rồi, đáng thương. Hàng gì tiếng tiếp tiếp tiếp. Cái gì? Cuộc tấn công của chim bay gì vậy? Chuẩn bị lên được follow bậc 4. Lên giường ngủ xịn sò hơn. Là gạch thôi, làm dưới trước đi. Có 30% mà nhận được cái lợi thế ngon khi mà mình loại bỏ một cái lợi thế giỏng cũng được.
Tôi mới thấy tờ báo gì thôi. Trời ơi, mỗi cái này thôi đó. Hai giường nữa. Cách nằm như con cá mồi vậy. Nó làm cái gì đây? Chống đứa nào chơi cái sàn nhảy này anh ta? Qua đường dễ. Thì chưa biết nó làm cái gì luôn. Bây giờ đông quá rồi. Lần thử cái bên này à. Cái vũ khí hợp đồng vậy nè. Alison. Hợp đồng sẽ kéo dài trong 36 giờ, hai cái chỉ số này nó sẽ tăng lên. Khi hết hạn hợp đồng thì 40 nhiệt, nhận được 15 điểm bóng tối này. Thử rồi. Làm kính kính thôi nhá. Đừng có lo về phần này nghe, thì nó trông nó không có tệ như vậy đâu. Đó là điều tốt nhất đó. Ký được đứa nữa không? Mới vô nè, ký luôn. Trông có vẻ khá là ổn mà. Cái bàn linh hồn ở cái phòng ở trên. Cái phòng của nó cầu nguyện nè. Chặt không? Chặt rồi. Chặt rồi thì sẽ mở rộng thêm. Sáu món mà 22, sáu món trung bình là 24 mới đúng. Rồi đẹp hay.
Rồi, 16 không? Ngon. Em siêu nhân anh gánh tay em. Ủa còn gì nữa? Nghe tiếng điện đâm đầu á. Ủa nó sống lại nè. Rồi nó qua giai đoạn bị cực rồi à chưa? Mình chưa biết cho nó làm cái gì. 16 điểm gián điệp. Nằm viện bao lâu nữa trời? Ngày nữa à? Chạy sáng sống còn 100 đồng. Khi băng qua một ngân hàng địa phương, một người đàn ông mặc vest tiến đến gần bạn. Xin chào, có thể giúp tôi được không? Thời gian của tôi rất quý giá và đang cần sự giúp đỡ. Trời ơi, chữ nó nhiều. 15 triệu đô, nó quá nhiều đó. Chọn luôn, trừ 500 đô. Làm người tốt, âm tiền. Chữ nhiều quá là biến độc là chết. Đúng là chết thiệt. Sao nó phái mấy cờ của mình vậy ta? Mười mốt đứa thì 8 cái nhà vệ sinh chắc vừa đủ. Rồi, tăng thêm cái lượng follow nữa là. Level cấp nó lại lên 1. Nhiệt. Cái này giống cái ống của mà. Giống cái ống của con Mario quá vậy. Đơn giản. Đa năng hết biết cho nó làm cái gì rồi. Tắm lâu hơn người khác. Bậc vàng thì nó level 10, siêu cấp nó là 9, còn bậc đồng, bậc bạc này á thì nó chỉ có 8 thôi. Bật vàng 2U 2 feet cũng được, 2U 1 feet, nhưng mà đầu bếp thì mình nhiều quá rồi. Kêu nó level cap thêm 1 nữa nè, là 11 luôn á. Bây giờ trong cái vàng cooking, đầu bếp, đa năng, đa di năng, bốn đứa này,
mình sẽ phải loại bỏ một đứa, với tập vụ nữa là 5 đứa. Để cho tôi nói gần rồi chứ. Đây nè, trong 5 đứa này nè, hai đứa này chỉ số giống hệt, level 7 ngang nhau. Hai đứa này ngang nhau, đi thịt nhau à. Nên hy sinh một đứa thì không biết hy sinh đứa nào. Con này thì nó tới 2 cái khuyết điểm, con này thì 3 khuyết điểm. Nhưng mà nó được, ủa, 1 khuyết điểm, 2 khuyết điểm. Con này thì 1 khuyết điểm nhưng mà nó có 2 ưu điểm à. Chắc tôi bỏ ở dưới, chắc bỏ tập phụ đi. Hai đứa này chỉ số đẹp nhưng mà nó giống nhau quá. Giống nhau quá cũng không được, rất tiếc. Bạn rất tốt nhưng mà chưa buông. Mình buồn lắm bạn có biết không? Bốn đứa này phải loại thêm một đứa nữa nè. Tôi chưa biết loại đứa nào. Con này nó cộng 3 hai cái rồi. Ồ, này giữ rồi đi. Cái kinh này chắc có khi bay màu, giữ lại một đứa nó ăn thôi. Hai ưu điểm, đồng đòn bây giờ loại liền. Được nè. Hai ưu hai khuyết. Phải mình nghiên cứu cái kia xong chưa ta? Chưa xong cái follow card thì mình nghiên cứu tiếp cái kia. Còn còn phòng nào chưa xây không? Không, không thiếu phòng nào cả. Sáu món mà 21. Ít giờ cũng phải 23 nhé. Rồi ok. Bên này thì sao? 6 món 17 gì là chưa được trung bình đó. Nhưng mà sợ xây thêm thì nó lại đầy quá. Sợ xây thêm là nó vui luôn.
Rồi tạm thời như thế này đi. Một ô nữa không ta? Bao nhiêu đủ rồi? Cái này thêm cái than nữa là hết rồi. Truyền thông bây giờ tới 4 cái nữa, thôi dẹp đi. Con này giống bán hàng hơn là mầm mép á. Nhức đầu quá, game ơi là game, chơi game để giải trí mà nó hành tôi như thế này đây. Cái nó không hiện đây đó. Trí tuệ với xã hội. Còn này sao vắng vậy nào? Rồi tăng thêm cái điểm tính tiền nữa là ok cái vị trí này. Này có 3 lobby thì ổn rồi. Đa năng này cũng chả biết nó làm cái gì nữa.
bên ngoài nhà hàng bao cướp, bạn nhận thấy đầu bếp đang là hoảng sợ phản đối một cái bàn lớn toàn những khách hàng không hài lòng. Biết nấu ăn không? Thể hiện trình độ liền. Cho đến khi nó mọng nước bên trong. 3 phần 7 bàn số 3 thì không vui cho lắm. Bàn số 9 muốn mix set. Muốn cái không? Mix set từ gần 9 trừ 70 điểm truyền thông. Trời ơi, chơi ngu. Như thế này mà có 38 à. Này để ra di năng nó xài rồi. Cái điểm này nó vô dụng phết. Mười mát level luôn. Cái gì? Ôi vậy. Trời ơi, 3 ngày hết hạn hợp đồng đó. Xong là nó chuyển sinh luôn đó. Cái này quan trọng hơn. Xong cái đó mình sẽ dùng cái điểm vàng này đi tẩy tỉ rồi nó. Còn hai đứa này với một đứa này nữa, ba đứa chưa biết cho nó làm cái gì. Phòng này để làm cái gì đó? Tục hơn 100 điểm. Trùng nhau quá rồi.
Mới nên ký hợp đồng với đứa nào nữa không? Hiến này luôn nè, ách đu càng nè, Ali ga dê nữa nè. Mấy đứa này làm gì đây đây? Về luôn rồi, nó thoát rồi. Adu càng nông đề bên đây hả? Mời mình nâng bên này anh luôn đi. Giờ có tiền rồi mà. Sao mất tiền luôn rồi đó. Kế hoạch này chưa biết cho nó làm cái gì. Kế hoạch với gián điệp thì có thằng kia rồi. Nè, con sò phai lan này nó cao dữ trời lắm. Quá. Kế hoạch thì nó chỉ làm được 3 việc thôi. Nên cho nó tăng cái gì bây giờ? Buổi tối thì do khoảng 5 đến 6 thằng nó làm. Trừ được 80 nhịp. Nó 3% mà. Anh siêu nhân mà có 73% đó ta.
cái vòng cover nè, không thấy nó vào nó làm. Còn ba cái đối xấu không? Đó là đang nghiên cứu kế hoạch nè. Hai đứa cùng làm không được á. Đố bụng mày đi ăn đi. Chăm chăm mày, được rồi. Sáu món 32 là mỗi món 5 đến 6 điểm là ngon rồi đó. Một nè. Mười bốn nè. Xây được thêm cái tủ đông nữa rồi. Lại cái này nữa. Lừa đảo gì vô cái bút chơi khiêu làm cái gì. Sao xây được cái tủ đông nữa đâu. Nào. Chắc phải nâng lần nữa mới xây thêm được cái nữa. Cái gì hỏng ở đây? Sửa đi. Mỗi một quyển sách. Lá bài tarot. Phòng chứ cái phòng trên này nè. Cái gì chưa? Kiếm ánh sáng đó. Gilder mày tin đem đi hiến tế luôn, cái tội buồn chán à. Này thì bố láo.
này không bút được hết đâu. Không, không bút được rồi. Bây giờ game nó chuẩn lại rồi. Sao mà lắm thứ thế này, thôi đứa nào tốt nhất thì mình giữ đứa đó lại thôi. Anh siêu nhân nè, đúng rồi, nữa rồi. Vãi cả 300. Trừ 3 em 3 kill đa năng. Còn thấy hiệu ứng bất lợi mà không thấy cái nào ích lợi có tốt lành gì hết. Chơi 2.000 luôn. Ở trên giữa mất 2.000. Này lần nào đấy? À, thằng mặc dù ngầm nó đến đây nó lấy cái bản mình. Gọi là mình tuồn tin giả vô phóng viên á để mà cho nó tăng cái điểm tín nhiệm của mình lên. Gắn nè, người tiếc nè, chật rồi, chết rồi, cái phòng này chật là không có cứu vãn được đâu nha. Follow của mình hết rồi, tới đây là coi như mình kết thúc game luôn rồi đó. Game này bây giờ đâu còn gì để chơi nữa đâu. Tí là cái kính viễn vọng nữa là xong. Tốc độ di chuyển tăng 30%, nhưng dễ bị thương hơn. Mình biết tới chừng nào mới xong cái đống này. 450, game này bây giờ nó chậm quá. Phòng mới nào, phòng mới nào.
Cái mèo ấy lại. Ủa có ba cái gì đó hả? Nhỏ xíu gì đó hả? Tôi nhìn như là nó muốn thiến tế con cùng vậy á. Bây giờ mình có thể bui cái hố hiến tế. Hiến tế ai đây? Truyền thông phui, nhiệm vụ đặc biệt 12. 12. Nhiệt. Nhiệt trừ 91 à? Hiến con cùng nào bây giờ? Cùng này một vàng ba đen là Mia nè, Mia Daken và bên Sabat. Mia Daken và bên Sabat. Mình sẽ nhận được một đống luôn, 400 tiền. Một đống nhiệt rồi bóng tối rồi ba cái này nữa. Nhiệt hơi cao nha. Anh có tin tôi không? Xuống cái hố này thì chúng ta sẽ có tiền rất là giàu, tiền bạc cực kỳ thoải mái luôn. Đừng có đi vô, nhìn thấy cái cảnh tượng này nó là xong đó. Bạn có chấp nhận điều này không? Tất cả là vì đáy xã hội. Có Mimo, xuống đây, chúng tôi đang đợi bạn. Nghe nó gào rồi. Đứa nữa, nhìn có vẻ vui đó. Tên gì quên tiêu rồi. Da Ken Kino. Nhiệt lên 93 luôn. Bạn có tin vào lời tôi nói không? Cái lũ có tầm nhìn hạn chế, xem tôi thể hiện đây này. Nó sẽ giúp anh có được siêu năng lực đặc biệt. Tất cả vì đáy xã hội. Bây giờ, bay vào cái đống lỗ của anh đi. Ngon, thơm kèo. Đó anh em thấy cái cách kiếm tiền trong con game này nó khủng khiếp như thế nào chưa? Được cái gì nữa đây? Con sâu này trong cái phòng massage hay gì đó, đây nè, phòng tắm hơi những tẩm tẩm đó, thiếu ô rồi, thiếu ô này là vô phương rồi đó nha.
63 ô mà nó vẫn chật. Game đùa nhau à. Chín nhân bảy thì nó trả bao nhiêu cả? Mười ít mười á. Rồi. Vẫn bị chật. Cái phòng nó có 10x10 mà ta. Hai mươi chín, 30, 32. Đừng có đi vô dòm nghe ông kế hoạch cho. Tẩy não. Đừng có làm sai đó sếp ơi. Đó.
phải vậy chứ. Siêu nhân lên cấp luôn. Rồi thôi, hôm nay chơi đến đây được rồi. Game này đau đầu á, bây giờ nó vô cái giai đoạn chứng là có thời gian rảnh thì tôi chơi tiếp cái phần kế. Còn không thôi thì hiện tại chắc ngừng ở đây luôn. Tại vì nó không còn tiến triển gì mấy nữa, nó chỉ ngừng ngay đây luôn rồi. Rồi, ok, bye bye anh em.